5 triệu chứng báo hiệu bạn có nguy cơ đang bị ngón tay còi súng Thứ nhất đau và cứng ngón tay đặc biệt là vào buổi sáng người bệnh thường cảm thấy đau ở những cái vị trí bao gân và bị viêm hoặc là cục viêm sơ cảm giác cứng ngón tay đặc biệt là vào buổi sáng khiến cho việc cử động trở nên khó khăn ngón tay bị kẹt trong tư thế co à, và rất là khó để mà khi chúng ta duỗi thẳng cảm giác bật hoặc là nghe tiếng lách cách khi mà cử động ngón tay khi cử động cố gắng duỗi hoặc là gấp ngón tay bạn sẽ cảm giác như là bật đột ngột hoặc là nghe tiếng lách cách đây là dấu hiệu rõ ràng của tình trạng viêm bao gân làm gân bị kẹt khi mà di chuyển qua khe hẹp của bao gân và cái thứ ba đó là sưng hoặc là xuất hiện những cái cục viêm sơ ở góc ngón tay tại vị trí góc ngón tay các cô bác chị đặc biệt là ở khớp đốt ngón đốt bàn ngón tay có thể xuất hiện sưng tấy nếu sờ vào và cảm nhận như có cái cục gì đó cứng cứng đó chính là cái cục viêm sơ di động theo chuyển động gấp duỗi của ngón tay điều này gây ra sự khó chịu và khiến ngón tay trở nên khó duỗi thẳng hơn thứ tư là ngón tay bị kẹt và khó duỗi thẳng. Người bệnh thường phải dùng ngón tay bên lành hoặc là nhờ người khác kéo để duỗi thẳng ngón tay. Trong trường hợp nặng hơn, ngay cả khi nghỉ ngơi, ngón tay cũng có thể bị kẹt trong tư thế co, gây ra hiện tượng ngón tay còi súng. Thứ năm đó là vị trí ngón tay bị ảnh hưởng. ở người lớn ngón tay còi súng thường xảy ra ở ngón giữa, trong khi trẻ em hay gặp tình trạng ở ngón cái và triệu chứng có thể bắt đầu từ nhẹ và tăng dần theo thời gian nếu mà không được can thiệp. Hãy theo dõi kênh của bác sĩ Minh để có thêm nhiều kiến thức y khoa.